Thưa quý vị và các bạn, hãng thông tấn Đức DPA đã chính thức gửi thư xin lỗi Đại tướng Phùng Quang Thanh. Bức thư này được DPA gửi đến Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam vào tối ngày hôm qua, 25 tháng 7. Thông tin trên được Trung tướng Võ Văn Tuấn xác nhận với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam vào chiều ngày hôm nay. Trước đó, ngày 19 tháng 7, DPA đã dẫn một nguồn tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật về việc Đại tướng Phùng Quang Thanh đã qua đời. Chỉ một ngày sau, DPA đã thực hiện tiếp một bản tin để thông tin lại sau khi các báo trong nước đưa tin sức khỏe của Đại tướng Phùng Quang Thanh vẫn đang ổn định. Và đến ngày hôm qua, hãng này lại đăng một bản tin cải chính thông tin sai sự thật về tình hình sức khỏe của Đại tướng Phùng Quang Thanh. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời Trung tướng Vũ Văn Hiền, Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng cho biết, hôm qua 25 tháng 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi điện đàm đã đến trực tiếp trò chuyện với Đại tướng Phùng Quang Thanh. Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành ở Trung ương và địa phương cũng đã điện đàm, trực tiếp đến thăm hỏi, trò chuyện với Đại tướng. Ngày mai 27 tháng 7, theo dự kiến thì Đại tướng Phùng Quang Thanh sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng do Bộ trưởng bận công việc nên lịch trình này có thể thay đổi vào giờ chót. Cũng theo dự kiến thì Đại tướng Phùng Quang Thanh sẽ tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật Khát vọng đoàn tụ được tổ chức tại Hội trường Bộ Quốc phòng. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam.